Thưa, quý vị, Hoa Kỳ lo ngại xu hướng tuyên án nặng người bất đồng ở Việt Nam, tin từ Washington. Hôm thứ Sáu, bày tỏ quan tâm sâu sắc về một phiên tòa ở tỉnh Nghệ An đã tuyên án 20 năm tù giam đối với nhà bất đồng chính kiến Lê Đình Lượng. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi xu hướng bắt bớ và kết án nặng nề đối với người hoạt động ôn hòa là đáng lo ngại. Truyền thông trong nước nói rằng ông Lượng năm nay 53 tuổi, bị bắt hồi năm ngoái và bị buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Sau khi khuyến khích người dân tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội đăng tải trên Facebook những quan điểm chống lại đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam và kích động các cuộc biểu tình chống lại nhà máy thép Formosa. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam phóng thích tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa mà không sợ bị trả thù. Theo hãng thông tấn Reuters, Hoa Kỳ đã phát triển những mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam trong mấy năm gần đây, xem Việt Nam là một bạn hữu quan trọng trong khu vực để đối đầu với sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Cộng. Tuy nhiên, Washington lâu nay vẫn chỉ trích Hà Nội về vấn đề nhân quyền. Kính thưa các vị Washington cũng chỉ trích Hà Nội về đạo luật an ninh mạng siết chặt kiểm soát internet và các công ty công nghệ toàn cầu hoạt động trong nước đã gây ra những mối lo sợ về sự thiệt hại kinh tế và việc tiếp tục đàn áp người bất đồng.